này đi ha. Có cái trái lê bự ở trong này cả nhà. Thấy không? Sẽ có chung với táo đỏ trong đây. Ôi hề gì nó hút khách như vậy. Dạ, nguyên một trái lê luôn nha. Dạ. Ngon lắm, mới hôm qua rồi, hôm qua đi qua bên kia uống. Dạ. Thấy nãy thấy đông quá chạy qua bên đây, bây giờ cũng phải đứng xếp hàng thôi. Nó sao mà gì? Thứ nhất là uống nó không có ngọt nhiều, nó dịu, nó không có ngọt nhiều. Thứ hai là cái nhãn nó làm rất là giòn, ăn hoài nó được hoài nó ghiền. Cả nhà ơi, không có đi ngang đường Lý Thái Tổ thì thấy có một cái quán này là bán cái món rất là mới lạ ha. Có thể là không mới lạ so với các bạn trẻ đâu, nhưng mà so với các khán giả kênh của mình thì đây là lần đầu tiên mình sẽ giới thiệu một món nước. Rất là đông khách mọi người thấy không? Mọi người đang đứng xếp hàng chờ để order mọi người. Đây là các bạn nhân viên mặc trang phục màu vàng rất là dễ thương ha. Wow, cái ly bự quá trời bự luôn. Ở đây cái món mình tên chính xác là món gì? Nước gì? Nước gì? Ờ, cái này là nước lê hầm. À, có cái menu trên bự được không? Menu trên tường. À, ok ok, cho anh mượn quay. Wow, anh báo hết luôn. Khách xếp hàng chờ vô mua luôn. Cho mình mượn cái menu quay. Các món nước thì mình thấy dao động là từ 35 cho tới 40 ha. Ở đây ghi là long nhãn truyền thống ha. Nước được nấu hoàn toàn bằng đường Thái Lan đó. Wow, những cái đây là những cái trái lê hầm ở cả nhà, trái lê nha. Quay toàn cảnh cho mọi người coi, rất là đông khách tới để mà mua luôn mọi người. Đó, anh chủ nè đang ra sắp xếp và kêu là ngưng order. Ở đây là số 191 Lý Thái Tổ ha mọi người. Là cái món nước này là như thế nào, anh thấy nó lạ quá thì mình giới thiệu một xíu đi. Cái này là nguồn gốc ở đâu? Việt Nam là ngày xưa là bán trà sữa. Dạ. Đúng rồi, xưa bán trà sữa, nhưng mà bây giờ là mới qua bên trà nhãn. Rủ em lấy từ bên Thái về. Là cái tên Vân Nam thôi chứ không phải là nguồn gốc Vân Nam ha. Đúng rồi, vâng, nhãn này nhãn từ bên Thái. Anh thấy ghi là còn được nấu hoàn toàn bằng đường Thái Lan là sao? Là đường là bên Thái á. Đó, bị đông quá rồi cho nên ảnh phải chạy ra để mà báo ngưng lượng khách. Ồ, sao mà hot dữ vậy trời, mình chưa có uống qua mình cũng không biết sao ha. Này nước long nhãn nha mọi người. Đó, bao nhiêu là khách tới và phải đi nè mọi người, đông. Đây, khách còn đứng chờ ở ngoài rất là nhiều luôn. Ủa, cô có hay uống này không? Cô có uống rồi nè. Ồ, món này. Tất cả em nghe hồi Tết rồi tôi uống rồi mà tôi câm luôn á. Là nó nóng quá, nó không nhãn, tắt tiếng luôn. Uống tới tắt tiếng mới chịu. Tắt tiếng luôn, không nói ra lời luôn. Hồi Tết tốn tiền thuốc lắm đó con. Ly quá nhiều. Một ly nhiều quá mà tôi ham cũng hết luôn. Cái ly bự quá. Mà ngon thiệt, ngon thiệt. Bây giờ rút kinh nghiệm uống nửa ly. Nó sao còn nó... Nó nóng nhiều quá, thằng trên nhãn mà. Bây giờ cô đổi qua uống cái ly, mỗi ngày uống một thứ, không uống nhãn hoài. Nhãn hoài nhiều quá nó nóng. Nó cũng có lòng nhãn lá dứa kìa. Ngon lắm, mới hôm qua rồi, hôm qua đi qua bên kia uống. Dạ. Thấy nãy thấy đông quá chạy qua bên đây, bây giờ cũng phải đứng xếp hàng thôi. Là món này đang hot rồi. Mỗi ngày cũng được, ngày nào cũng uống chân. Là từ Tết tới giờ rồi. Uống Tết tới giờ là ngày nào cũng uống. Tao bị ghiền. Đó. Đó. Cái bụng no rồi cũng phải chạy đi mua uống mà. Cái bình của nó sao mà ghiền? Thứ nhất là uống nó không có ngọt nhiều, nó dịu, nó không có ngọt nhiều. Thứ hai là cái nhãn nó làm rất là giòn,
rất là ngon. Còn mấy ngoài người ta nấu nó mềm yêu, ăn nó ngán, còn này nó giòn, mấy ông ăn hoài nó được hoài, ăn hoài nó được hoài, nó ghiền, nó không ngán. Thấy không? Có mình cô xếp chen chân với giới trẻ. Đó, 65 tuổi hơn rồi đó. Cảm ơn cô nhiều nha. Đó, cô cũng ghiền cái món này luôn. Đó, các bạn làm việc liên tục luôn cả nhà. Ồ, trời ơi. Ly có rất là nhiều size ha, cái size rất là bự luôn. Ồ, cái size này. Cả nhà có ai uống cái món này chưa ta? Mình comment ở dưới dùm Thuân coi là hương vị của nó như thế nào, mọi người có thấy thích uống cái món này không ha? Còn như mình thấy là thấy cô kia là cũng chen chân đứng với giới trẻ là biết nó hot cỡ nào ha. Đó. Cái ly nhỏ, cái ly nhỏ này. Cái ly này sẽ được một clip này cầm. Cái ly nào là đang hot? Dạ ly này anh. Là cái đó là cái gì? Ly nhãn, nhãn truyền thống với em ha. Có truyền thống và lá dứa. Dạ là có ly này, ly 1 lít. 1 lít luôn. Dạ vâng. Nhãn sẽ tràn như vậy. Ồ. Cái ly lớn này thì hơn 1 lít. Dạ vâng, ly lớn này hơn 1 lít rồi. Ly này sẽ hơn 1 lít này. Cái này không bỏ đá, không bỏ đá nhiều lắm. Cái gì ở trong? Ở trong đây thì nó sẽ được ly hầm, nó sẽ nấu chung với lại táo. Táo đỏ. Tàu với lại nấm tuyết vậy ha. Dạ gọi là cái gì nấm hay sao anh, nhưng mà gọi tên nó là cái gì? Là cái gì, nước lê hầm Đài Loan, là nước này người xuất xứ nguồn gốc của nó là ở bên Đài Loan, xong rồi chủ em đi mang về. Dạ thì mình có cái menu của mình, phải có gọi là menu phân ra là bao nhiêu món như thế nào. Cửa hàng đầu tiên là ở bên đây 32. Dạ vâng, 3 tháng 2 để cửa hàng chính, còn đây là mới mở lên cái bên đây. Oh. Là có nhau lông nhãn tươi truyền thống này, lông nhãn trong và có lá dứa. Rồi, đặc sản cái này nhãn cầu dòng. Rồi. Còn nước lê, có nước lê hầm là mới ra. Nước lê hầm. Nước lê hầm Đài Loan. Là cái trái lê bự trong cái. Dạ đúng rồi, đây là cái ly này này. Là ly này. Trong này có cái trái lê này em cầm. Cái này đi ha. Có cái trái lê bự ở trong này cả nhà. Thấy không? Sẽ có chung với táo đỏ trong đây. Thì nó dạ, nguyên một trái lê luôn nha. Dạ. Hôm mình có em còn có không có thì mình có thể có nước sen hoặc nước thuốc nốt. Dạ, hai cái đây cũng hạt sen. Hạt sen. Nước sen giờ hết rồi, không có hoàn thành. Bây giờ là chỉ còn cái lê với truyền thống thôi. Với lại truyền thống là cái này ha. Dạ đúng rồi. Ồ sao nhiều lắm nhãn quá vậy. Dạ. Ôi một cái ly mà người cầm. Bốn cái này là mình lấy đá. Mọi người coi cái ly quá trời luôn. Cái ly như vậy là bốn mấy? Ba ly. Ly này đá 45 này. 45 ha. Dạ. Làm chanh một ly truyền thống đi để anh quay. Dạ, một ly truyền thống. Hot quá trời hot luôn. Đông quá trời đông luôn mọi người. Là bây giờ là ảnh đã ngưng không có nhận order rồi đó, cho nên là cái dòng người bị ngắt lại chứ không là còn dài nữa. Mình bán mấy giờ tới mấy giờ? Bên em là từ 12 giờ mở cửa tới tầm 10 giờ. 10 rưỡi là tầm. Không nghĩ là có một cái món thu hút không chỉ giới trẻ mà còn các cô lớn tuổi giống vậy cũng thích và. Cô đi xa không? Qua đây sao? Cô ở đâu lên? Cô ở quận 10 nè. Ngày cuối một thứ. Ngày mà ngày nào cũng ghé ha. Ngày nào cũng ghé. Hồi nãy ghé bên kia đông quá, chạy bên đây còn đông hơn nữa. Bán hai đông quá. Này, hai chi nhánh đều đông luôn mọi người ạ. Đây là một cái phần gọi là truyền thống á mọi người.
Đó, bạn sẽ lấy cho mình quay. Cái này là vừa ăn vừa phải có cái muỗng để vừa uống và vừa có muỗng để ăn nữa nha mọi người. Tại vì cái topping nó rất là nhiều luôn, cái topping á. Giờ cắp đây nè. Ồ. Thôi mở ra luôn đi chứ sao. Đó. Không chạy qua bên chi nhánh kia hả? Trời ơi. Nó ngọt lạ quá à. Nó ngọt mà. Xong rồi nó có cái lá dứa hả? Cái vị lá dứa nó thơm thơm. Mà nó ngọt thanh ghê á. Đường Thái Lan nữa hả? Ôi rất là thơm ngon luôn mọi người ạ. 10 điểm chất lượng. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử cái nhãn ở trong không mọi người. Tại vì quán này là quán mang đi cho nên không có ghế ngồi nha mọi người. Mọi người thông cảm sẽ mình sẽ vừa quay ngay tại cái quầy luôn ha. Nhãn rất là tươi luôn, y như là ăn trên cây luôn vậy. Đó. Tươi nó giòn y như ăn trên cây luôn vậy á. Nói chung cái món này lần đầu tiên mình ăn uống cho nên mình thấy rất là lạ, rất là thơm ngon luôn. Ừ. 45k xứng đáng trời quá trời nhiều đó. 35. Ủa cho nên 45 là cái nào? Ủa 35 nha mọi người. À, 35 chứ không phải 45 nha. Trời ơi. 35 nha mọi người. Quay thấy cái mặt anh là được ha. Thấy không? Thấy anh không? Cái này là cái gì? Lá dứa hả? Cái này lá dứa nha mọi người, cho nó thơm ha. Đây cũng là lần đầu tiên mình uống thử cái món này nha. Gọi tên của nó chính xác là cái gì? Long nhãn truyền thống nha mọi người. Đó. Mười điểm không có nhưng nha. Khi mà mình vừa ăn cái nhãn này vừa có một ít cái nước ở trong đó là nó hòa quyện nó rất là thơm ngọt mà ngọt rất là thanh. Đó. À quay cho. Rồi cảm ơn cả nhà nha. Nếu mà cả nhà muốn thưởng thức cái món này thì tới hai chi nhánh của quán luôn mọi người ạ. Vân Nam đúng không? Trà nhãn Vân Nam hả? Trà nhãn Thanh Vân Nam. Phải không? Thanh luôn hả? Có chữ Thanh hả? Trà nhãn Thanh Vân Nam nha mọi người. Cảm ơn cả nhà. Rồi ok.